của Quốc Trí, trận thắng thứ 3 liên tiếp của Sơn La Khánh Hòa Biển Việt Nam. Quốc Phương khá nguy hiểm, như vậy là có bàn thắng cho FLC Thanh Hóa. Một siêu phẩm của Quốc Phương ở một góc rất hẹp, tưởng như Quốc Phương sẽ kiến tạo cho đồng đội thì anh bất ngờ thực hiện một cú dứt điểm. Huấn luyện viên Hoàng Thanh Tùng đã tỏ ra rất hài lòng với cú dứt điểm vừa rồi của học trò. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 cho các cầu thủ FLC Thanh Hóa. Quốc Phương rất cố gắng theo bóng. Chúng ta cùng xem lại siêu phẩm Quốc Phương. Một cú đá bằng mã ngoài chân trái, và thủ môn của Hà Nội TNT, thủ môn Anh Đức đã bị bất ngờ. Thêm một lần nữa chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại bàn thắng tuyệt đẹp của Quốc Phương. Và đây sẽ là một trong những bàn thắng đẹp nhất của V-League mùa này.